Thủ Đức được tách ra là Thủ Đức quận 2
nhận được hay không. Ở Thủ Đức, ở quận Thủ Đức thì chúng ta có thể thấy là đó là nổi lên là làng đại học quốc gia, là trung tâm mà phát triển về giáo dục. Ở quận 2 thì chúng ta thấy có khu Thủ Thiêm, ở quận 9 thì chúng ta có cái khu vực như là quận Công nghệ cao. Thì có thể nói là một cái nơi mà người ta gọi là một cái vùng đất phát triển hoàn toàn đô thị rất nhanh chóng. Đến năm 2020 là thành phố Thủ Đức đã quyết định chính thức thành lập, và ngày một tháng một năm 2021 thành phố Thủ Đức chính thức được gọi tên và được sắp xếp các cái khu vực. Giới thiệu qua thành phố Thủ Đức thì chúng ta có thể thấy là sau quyết định của các cơ quan chức năng như là quốc hội thì thành phố Thủ Đức sẽ được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại mặt đó. Thì thành phố Thủ Đức chúng ta sẽ có 211.000 km2, dân số là hơn 1 triệu dân, bằng 10% diện tích và 10% dân số của toàn thành phố. Vì thế trung tâm là thành phố sáng tạo, khu đông sài gòn đã đưa thành phố Thủ Đức đứng trước những cơ hội để đi mạnh một cách hoàn toàn. Và các cái phân khu Thủ Đức chủ yếu là khu vực đô thị trường, công nghệ cao, khu đại học quốc gia, khu tài chính, khu đại chiến, khu tam đa, với những cái chức năng chúng ta thấy dựa trên những cái chức năng mà đã hình thành trước đó. Trong một cái cuộc gặp gần đây với một vị lãnh đạo cấp quận thì vị này có chia sẻ là thành phố Thủ Đức so sánh với lại các quận trung tâm khác gì, thì anh có chia sẻ là thành phố Thủ Đức khác chúng ta có thể thấy rõ ở các cái điểm. Thứ nhất là về diện tích, 50% diện tích so với hồi lại trung tâm, nhưng mật độ dân số chỉ có 1/3. Đây là một trong những cái tiềm năng rất lớn đối với lại cái ngành bất động sản, cũng như là cái tiềm năng phát triển về đô thị lâu dài, phát triển cho cơ sở hạ tầng cũng như là các chức năng khác của đô thị. Và cái xu thế sẽ dịch chuyển sang các cái vùng ven, và chúng ta thấy đô thị Thủ Đức nó sẽ đón một cái lượng dịch chuyển cực lớn trong tương lai. Thành phố Thủ Đức đó là như vậy, tiềm năng như thế, nhưng hiện nay chúng ta thấy vẫn được gắn cho mình cái mác gọi là mác bình dân. Mác bình dân ở đây phải là người dân Thủ Đức, còn là vùng ven, vùng nghèo. Thực sự người Thủ Đức là những con người, người ta rất chân chất, rất thật thà, giao thương dịch vụ rất là mạnh, nhưng vẫn bị gắn mác bình dân, vẫn cảnh buôn bán theo cái hội phường, nhất là những cái khu vực trung tâm. Như vậy cần cái gì thì đó là một trong những cái chặng trở, cũng như là một trong những cái mà chúng tôi rất là đau đầu hàng ngày, để mà làm sao để tìm ra được vị thế, tạo ra một vị thế công trình, tạo ra vị thế xứng tầm cho cái biểu tượng, mang tính chất biểu tượng của Đức. Và chúng tôi đưa ra cái tiêu chí để mà xây dựng cái dự án này, có thể gọi tóm tắt trong các cái chữ là tái định nghĩa chuẩn sống sàng. Tái định nghĩa chuẩn sống sàng, tái định nghĩa chuẩn sống sàng nó thể hiện ở những cái điểm đó là ôn liên quan tất cả trong một thương mại dịch vụ, trải nghiệm những cuộc sống hàng ngày về sống sạch. Các tiện ích thì phục vụ cho con người là tối đa, giống như là anh Nguyễn Hồ Nam vừa chia sẻ, chúng ta có hơn 25 tiện ích, ngoài ra chúng ta có những tiện ích rất đặc biệt.
sử dụng vật liệu mới, sử dụng công nghệ mới, và đặc biệt là trưởng sống xa còn thể hiện ở cái các cái biểu sử sử dụng các cái công nghệ thông minh smart home BIM ở trong công trình. Đó cũng là cái tâm huyết của ban tổng cục các vị tổ cho cái chính phủ Đức. Thì chúng tôi đưa ra, như chúng tôi đã kiến tạo lên cái sản phẩm này, là cũng là sự xuất hiện của Việt Nam FPT. Có thể nói Việt Nam FPT là một trong những cái biểu tượng độc tôn kết nối hàng Mỹ. Ta có thể sử dụng cái cái từ này là không hoa mỹ, không quá xa vời. Đây là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của dự án này. Đó phải độc tôn, cũng giống như ở tại các thành phố, tại các quốc gia, tại các khu vực luôn luôn có những công trình mang tính chất biểu tượng gọi là đặc biệt. Đó có những công trình mang tính chất độc tôn, một công trình duy nhất, mang ngôn ngữ duy nhất, mang vẻ sáng tạo duy nhất. Thì Kim Lam Infinity là một trình xứng đáng được gọi là độc tôn và duy nhất của thành phố được thể hiện. Kết nối hoàn mỹ ở đây ta có thể được hiểu cái vị trí tọa lạc cũng như là các tiện ích xung quanh và tiện ích cho cư dân của dự án này. Và chúng tôi hướng đến Kim Lam Infinity ngoài độc tôn, ngoài vị thế, thì Kim Lam Infinity ở tinh tế, sang trọng, đẳng cấp. Chúng ta thấy các biểu tượng về logo như là cái vương miện vô cực của Kim Lam Infinity. Có thể nói là Kim Lam Infinity là một trong những cái tuyệt phẩm về căn hộ, trung tâm thương mại đẳng cấp, cái tính chất biểu tượng và mang cái tầm vị thế của quốc gia và thế giới. Về cái sở hữu về một số cái gọi là cái tiềm năng thì chúng ta có thể thấy đó là sở hữu tọa độ vàng. Kim Lao là một trong những cái nơi, Kim Lao là một trong những cái sở hữu những cái nơi mà gọi là vàng của Đức hiện nay. Trên đường gõ đó hiện nay chúng ta thấy đó chỉ còn lại duy nhất dự án này chúng ta có thể thấy là còn cái khu đất dùng để phát triển để bất động sản cũng như là các trung tâm thương mại dịch vụ trung tâm. Về sứ mệnh cũng như là để tạo điểm nhấn cho giá trị dân sinh thì Kim Lam Infinity chính là sự lựa chọn tinh tế về định nghĩa chuẩn sọ. Cho nên là chính vì như thế chúng ta không thể lựa chọn ở những đẳng cấp khác hơn được, thấp hơn hoặc khác hơn. Tọa lạc tại vị trí vàng. Như chúng ta đã biết thì hệ thống metro số 1 đi ngang qua đi dọc sở Hà Nội từ Bến Thành Suối Tiên đến Suối Tiên thì chúng ta thấy là nó có một cái hai trạm là trạm số 7, trạm số 6, trạm số 7, trạm số 8 là ba điểm metro dừng tại Thủ Đức. Metro tuyến số 1 có sức luân chuyển hành khách 60.000 người một ngày. Và tại số 7, tại cái điểm metro số 7 là cái điểm chỗ làng đại học chúng ta đó. Là cái điểm đó là sau này là trung tâm người ta gọi là tiêu điểm của Thủ Đức. Thì cái điểm này nó cách Kim Lam Infinity chúng ta 500m, tức là vừa tầm vĩ mô. Và theo các cái hiệp hội thiết kế đô thị của Hoa Kỳ thì người ta gọi là bán đứng xung quanh các cái điểm dừng chân của metro đó chính là tọa độ vàng. Tại sao? Tại vì chúng ta người ta muốn di chuyển thì toàn bộ sử dụng vật giao thông công cộng là metro và các giác dạng công cộng khác, nó làm cho cái di chuyển trong đô thị chúng ta cực kỳ nhiều hơn, chắc sử dụng các công cụ này. Thì Kim Lam Infinity của chúng ta sở hữu tọa độ vàng. Tôi giới thiệu một số cái vị trí tương
Còn vị trí của nó thì tiếp giáp các cái trường học như chúng ta hiện nay ấy, thấy các vị trí các trường học như là trường Thiên Vinh, Lê Quý Đôn, tiếp giáp các cái trường trường xây dựng Hồ Chí Minh, trường sư phạm, trường đại học sư phạm kỹ thuật vân vân. Đó là những cái ưu điểm hay là vượt trội duy nhất có tại dự án này. Nói về cái concept của Kim Đa Infinity, qua cái trăn trở của nhà đầu tư cũng như là cái ý tưởng của nhà thiết kế DeFi Mark Rowe, đó là một cái biểu tượng ở Kim Đa Infinity chính là tòa tháp đồ Apollo và Artemis. Hai tòa tháp này quyền với nhau, là anh em song sinh với nhau, là hỗ trợ bằng với nhau, tạo nên cái sức mạnh, tạo nên vòng luân luân chuyển tuần hoàn của ngày và đêm. Đó chính là cái biểu tượng, đó chính là cái cảm xúc cho cái thiết kế thực hiện dự án này. Và chúng ta cũng thấy, là cái tòa tháp này như anh em họ đang ôm nhau, nó hình thành hai chữ V, đó chính là cái mà cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn. Tòa Apollo thì tiếp xúc với đường Võ Văn Ngân là sự nó đại diện cho sự chủ mực mạnh mẽ đầy sáng tạo. Tòa Artemis thì tiếp xúc với đường Nguyễn Bá Lục đại diện cho sự thanh thoát nhẹ nhàng đầy tinh tế. Và chúng ta nhìn thấy các cái bối cảnh đó, các cái nhà tư vấn, nhà thiết kế đang diễn hóa đó. Hai tòa tháp đôi như quyền vào nhau, nó ôm lấy nhau để cùng nhau phát triển, cùng nhau vươn lên, cùng nhau tồn tại. Về thiết kế bên trong thì chúng tôi nói một số cái biểu tượng cũng như cái tính độc đáo ở trong cái tòa nhà Kim Đa Infinity, đó chính là cái hệ thống thông gió tự nhiên, vườn treo, thác nước, vườn và rừng và rừng thủy sinh, hồ thủy sinh, tạo nên một cái quần thể độc đáo ở Việt Nam cũng như là một số trên thế giới chúng ta được ít. Thì chúng tôi ở đây nhà thiết kế cũng như là chủ đầu tư đó có một cái ý tưởng là chúng ta sẽ đưa cả một cái vườn nằm ở dưới hầm B2, nơi đó sẽ nuôi các cái động vật thủy sinh, tạo ra các cái dòng thác ở B1 chảy xuống B2. Tất cả các hệ thống cây xanh xuống từ B2 lên tới tầng mái được chăm sóc, được nuôi dưỡng, tạo ra một cái vườn đứng ở trong nhà. Đây là cái điểm mới ở trong các cái tòa nhà hiện đại. Bởi vì chúng ta thấy hầu hết các tòa nhà hiện đại ngày nay là đều thông gió cơ khí, thông gió nhân tạo. Các cái khu trung tâm thương mại đều phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống máy lạnh trung tâm, các cái hệ thống điện. Cho nên là thực tế là nó là phí tốn kém, chi phí và con người thì rất là xa rời với thiên nhiên. Chính vì thế nên chúng tôi đặt cái tính độc tôn ở trong dự án này chính là nằm ở cái không gian này. À, chúng ta thấy là ở cái tầng B2 chúng ta được thưởng thức ngạt nước, cây xanh và nhìn thẳng lên bầu trời, mưa nắng tất cả có thể rớt xuống để theo. Về tổng quan dự án thì tôi xin bước nhanh, thì chúng ta cũng có thể điểm tay hết rồi. Thì dự án chúng ta về tổng diện tích đất khoảng 12.652 mét vuông, thì trong đó 2.500 mét vuông chúng ta dùng vào để thi hành công viên. Quy mô dự án phần nổi thì chúng ta có 30 tầng cộng với một tầng lớn. Về cơ cấu sản phẩm thì chúng ta có 27 căn là căn hộ dịch vụ, 90 căn hộ, 729 căn là các cái căn hộ chung cư ở phía trên. Và cái thời gian bàn giao thì chúng tôi đang dự kiến là khoảng từ nửa quý 3 năm 2023. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Nhật Hàng, đơn vị phát triển dự án là
riêng của công ty của tập đoàn Bamboo Capital là VCLM, và đơn vị thiết kế là Fire and Partner, đơn vị cảnh quan là FAD, và đơn vị thiết kế mặt đất cũng như đơn vị thiết kế chiếu sáng là Savia Design and Beyond. Đơn vị xây dựng là liên danh tổng thầu Chacoli và CC1. Về công năng thì chúng ta từ dân xuống dưới sở hữu căn hộ chính thống ở tầng 30, chúng ta có thể gọi là Sky Villa hay là Penthouse. Căn hộ được bố trí ở hai khu vực, từ tầng 6 đến tầng 12 và tầng 14 tầng 30. Chúng ta có hai tầng tiện ích, tầng 13, tầng 5. Tầng 13 là tầng lãnh nạn theo quy định phòng cháy chữa cháy 06, và được chúng tôi thiết kế đạt các tiêu chuẩn quốc tế cũng giống như là các tiêu chuẩn mà hiện hành mới nhất, và cũng thông báo với lại các quý vị anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay là đây một trong những dự án đầu tiên được thẩm định phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn 06 và đã đạt yêu cầu về chữa cháy. Tầng dịch vụ ở tầng thứ 5 là một trong những cái tầng là hấp dẫn nhất của tòa nhà. Thương xá dịch vụ thì nằm chủ yếu ở tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì là các căn hộ cũng như là các bộ dịch vụ hay là gọi là office. Hầm để xe thì còn chúng ta có sở hữu một cái trung tâm thương mại tập trung ở tầng B1 và B2. Đây là một trong những cái điểm. Tí xíu tôi sẽ nói sâu về cái này. B1, B2 chúng ta là trung tâm thương mại, và khi vào công trình chúng ta sẽ thấy nó sẽ khác so với các dự án khác, và chúng ta sẽ đi xuống dưới thay vì chúng ta đi lên như những các dự án khác. Thì B1, B2 được bố trí ở bên dưới, nó sẽ là một cái cột nam giống để đưa các khách hàng từ bên ngoài đi xuống bên dưới và đi lên trên, đi xuống bên dưới để tận hưởng các cái không gian cảnh quan bằng nước bên dưới và đưa được người lên trên. Tầng 3, tầng B4, B3, B4, B5 chúng ta là để xe và các cái tầng kỹ thuật khác. Về đây sơ lược về các khu chức năng. Đây chúng ta thấy tầng 13 được thiết kế cách hẳn ra. Tầng 5. Tầng 3, tầng 4 là các cái văn phòng. 1, 2 và B1, B2 là thương mại. Có gì thú vị bên trong? Hồi nãy tôi nói đã bị chỉ động tôn, đã sở hữu thì phải có cái gì đó đặc biệt về mặt kiến trúc. Thì ở đây nhà thiết kế đã sử dụng một ngôn ngữ gọi là parametric, ngôn ngữ thiết kế cho những cái chuyển động dòng chảy, kết hợp với lại cái công nghệ bê tông sợi hữu tinh gọi là CFRC. Đây là một trong những vật liệu cứng siêu bền nhưng mà dễ tạo hình, tạo ra được những cái hình thức kiến trúc, có kiến trúc đẹp, mềm mại nhưng rất bền vững. Đó là những tiêu chí mà chúng tôi lựa chọn. Nó khác hẳn những vật liệu mà chúng ta đang thấy trên thị trường như là đá hoặc là những cái bê tông cốt thép thông thường. Ngoài ra, chúng tôi luôn luôn muốn là áp dụng các khoa học công nghệ, các kỹ thuật trình chiếu để tạo ra sự hấp dẫn từ ngoài vào trong. Và tòa nhà này trang bị một cái màn hình gọi là màn hình hologram công nghệ Anthropic, có thể là tương tác được bằng điện thoại. Cái màn hình này chúng ta sẽ thấy là quay lại cái bức tường trong cái mặt trường này, chúng ta sẽ thấy nó nằm ở ngay cái vị trí góc của tòa nhà. Khi mà chúng ta làm việc và làm việc với khách hàng, chúng ta sẽ làm một điểm cộng để sau này khi tất cả những cái event, tất cả những cái sự kiện, tất cả những cái buổi hoặc là cái chương trình quảng cáo, những chương trình mà chúng ta cần kết nối, thì chúng ta sẽ sử dụng màn hình này giống như là một cái logo, cái mặt tiền, cái biểu tượng cho sâu trong đây. Hai cái điểm nhấn thiết kế mà chúng tôi muốn nói đó là cái phố đi bộ trong nhà và cái vườn treo trên không. Thì này chúng tôi cũng nói sơ qua rồi.
thì phố đi bộ trong nhà nó sẽ hình thành từ B2 lên đến tầng 4, 6 tầng. Nó là một cái chuỗi khép kín với cây xanh, với các cái mảng vườn, với công viên, bỏ túi, với những cái thác nước, với những cái cảnh quan theo phương đứng. Nó sẽ thành thành một cái hệ thống thông gió theo phương đứng của tòa nhà. Và hồ bơi ở tầng 5 là cũng là một cái điểm cộng. Chúng tôi chẳng thiết kế những cái hồ bơi, chúng tôi đặt điều kiện với lại các nhà thiết kế rằng là hồ bơi được thiết kế vô hồ, được thiết kế hình chữ nhật, được thiết kế hình tròn, được thiết kế những cái hình mà nó chỉ là những cái hình vô cảm. Và hồ bơi nó phải tương tác được, nó phải sống động. Thì trong trên cái hồ bơi này, chúng tôi thiết kế vừa đủ cho không gian để có thể là một cự ly Olympic 25m, được cự ly xin lỗi, 25m bơi thẳng, một số không gian dành cho thư giãn và có dòng sông lười, có khu vực, các khu vực jacuzzi, khu vực gia đình riêng tư. Chứ bơi thì chúng ta có thể, thế chúng tôi cũng đã bố trí thêm và chúng tôi cũng đưa ra một khái niệm khác cho các khu vườn dân cao, đó là đường đi bộ, đường chạy bộ trên không. Hiện nay chúng ta thấy hầu hết các dự án hay là các cái dự án thông thường người ta hay chào bán thì thường thường là chúng ta sẽ lắp đặt lát đá cho các khu vực để đi bộ. Nhưng mà tôi nhà đầu tư và cũng như là nhà tư vấn đã muốn làm mới lại, có nghĩa là chúng ta sẽ trang bị các cái đường chạy bộ đủ tiêu chuẩn. Bên dưới là các đường bộ xịn chống là ma sát, chống va đập, chống chấn thương dành cho người có sở thích chạy bộ. Và cái đường đi bộ này nó sẽ chạy xung quanh cái tầng năm. Với lại 25 tiện ích khác ở trong cái kiểm tra phương tiện thì chúng ta có thể nghiên cứu ngoài những tiện ích mà tức là BBQ, kiếp giả, hồ bơi, khu vực phòng gym thì chúng ta sẽ có thêm các cái khu vực như là thư viện, khu vực là biểu diễn ngoài trời, chúng ta thấy ở đây để phục vụ các cái nhu cầu của cư dân thì chúng tôi có thể, chúng tôi đã bố trí thêm các cái biểu diễn ngoài trời, có các cái bậc khán đài. Ngoài ra thì chúng tôi có bố trí thêm các cái phòng đa chức năng có thể biểu diễn cho, để có thể phục vụ cho các cái việc như là hội họp, xem phim của từng gia đình. Và cái này hoàn toàn là chúng ta sẽ áp dụng được công nghệ để được đặt phòng, để được phục vụ, để được thanh toán các cái chi phí phát sinh. Tầng cứu hộ, đây là cái điểm mới trong các công trình này. Tầng cứu hộ thì thay vì chúng ta thấy là sẽ để một tầng trống thì chúng tôi bố trí thêm các cái không gian mà có thể nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi không có chức năng đóng kín, không có chức năng sử dụng riêng tư mà chỉ có chức năng sử dụng như là cái nơi có thể là ngắm cảnh đi bộ. Và nó sẽ ở cái tầng, ta gọi là cái tầng 13. Thường trong các căn hộ của chúng ta hay có cái tầng 13 là cái tầng mà hay gọi là tầng 6 đó. Thì chúng tôi bố trí là cái vị trí tầng này. Đồng thời cái khu vực này nó được bố trí thông gió tự nhiên, ánh sáng, khi có sự cố thì người ở tầng dưới có thể di chuyển lên, người từ trên có thể di chuyển xuống. Đây là một trong những cái tầng trung tâm để đánh nạn khi người có sự cố xảy ra. Tại vị trí công viên thì chúng tôi cũng bố trí các đường chạy đường bộ và cũng các một số cái khu vực các cái môn chơi thể thao khác, thì cái này nó sẽ nằm trong các cái chi tiết mà phía sau của các cái thiết kế. Ngoài ra chúng tôi có những cái điểm chân ở trong cái khu vực thương mại, đó là các cái điểm trình diễn ánh sáng Tommaso Franzel. Thì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ bố trí để hút các cái lượng khách hàng đi xuống các tầng hầm để mà cùng mua sắm, cùng chơi giải trí bên dưới. Về mặt view thì có thể nói chúng ta ngoài view về đô thị, view về các cái trung tâm đô thị lớn như là về tòa lãnh mát 81, về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, về Biên Hòa, về Vũng Tàu, thì chúng ta thấy là tòa nhà Kim Cao Phi Đông
thì nằm ở một cái giữa một cái khu vực mà xung quanh xa xa sẽ có những con sông uốn lượn. Chúng ta thấy đây là một những cái điểm mà nó hấp dẫn đối với những cái người sở hữu các cái tòa tháp ở trong các trung tâm các nội đô các đô thị lớn. Thì tôi nói sơ về công năng của tầm điển hình cũng như là bố trí các căn hộ tầm điển hình. Thì ở đây chúng ta thấy nó có ba cái màu, những cái màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương đã sửa và màu hồng. Đó là quy định và cũng như là về phân biệt về màu về số của căn hộ. Thì tòa Apollo và tòa Artemis của tòa sẽ có 15 cái căn hộ trên một tầng, sở hữu là 20 thang máy. Có nghĩa là chúng ta có 30 căn hộ trên một tầng, chúng ta có 20 thang máy tổng cộng. Trong 20 thang máy đó, chúng ta có 2 thang máy đó là thang máy về chữa cháy, chuyển hàng. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy những căn hộ gấp, những màu hồng và màu xanh, chúng ta thấy đó được bố trí là những cái view gọi là panorama cho căn hộ. Được thường là các căn hộ này là căn hộ bao phòng ngủ. Các căn hộ bao phòng ngủ thì thường được bố trí ở phía bên trong. Một cái điểm khác mà chúng tôi đã nghiên cứu và đưa vào thiết kế để làm dụng đó là thiết kế smart home. Thiết kế smart home cho tòa nhà ở đây chúng ta không dừng lại ở các điều kiện như là đèn, số thiết bị, mà thiết kế smart home tòa nhà này được chúng tôi kết nối với lại các bên đèn của tòa nhà, được kết nối với lại các máy chủ cá nhân, được kết nối với lại các nhà quản lý để cùng quản lý và vận hành các có thể nói bao gồm như thế này, có thể là chúng ta sẽ sử dụng về đèn chiếu sáng, về âm thanh, về và cả trong khu vực bếp để tiết kiệm năng lượng, để phân phối, để đặt hàng, biết để đặt hàng, rồi để tính toán các chi phí phát sinh trong tháng. Thì hướng tới của smart home trong những giao dịch đi sẽ là làm sao cho tòa nhà trong một thành phố thông minh sáng tạo nhất. Và cái bộ này và cái điểm này cái này sẽ giúp cho chúng ta có thể bán hàng và cũng chính là có các phần đó là khách hàng sẽ là trong những cái điểm mà chúng ta sẽ trao đổi sâu với khách hàng. Còn lượng có những đó là một trong những cái điểm cộng tức là được đối với khách hàng. Đúng rồi. Và chúng tôi em nói nó ra bên chỗ đại sứ quán, một trong những cái đại sứ quán nó có thể nó sẽ làm đối với khách hàng đó là sử dụng căn hộ điều kỳ. Chúng ta có thể là đã nghe căn hộ điều kỳ ở đâu đó trên thị trường rồi, nhưng mà để áp dụng một cách linh hoạt mà đưa vào thiết kế ngay từ đầu thì kịp ra là điều đã nghiên cứu áp dụng. Thứ hai là sẽ cho phép chủ sở hữu lựa chọn tối đa hai option trong quá trình thiết kế. Để làm gì? Để tránh cho các chủ sở hữu về sau thay đổi quá nhiều thì nó tốt đẹp, nó không biết xác nhận cái con dấu như thế nào thì chúng tôi sẽ hãy xuống đây. Đây là căn hộ phục vụ bình thường thông thường nha. Đúng rồi, đây là căn hộ hai phục vụ thông thường. Các cái bố trí này chi tiết hơn thì xíu nữa nhà thiết kế sẽ nói thật kỹ hơn, chúng tôi chỉ nói một cái tiếng thì rất thôi và những cái gì chúng tôi mang lại thôi. Đây là hai phòng ngủ điều khác nhau ở chỗ nào? Hai phòng ngủ điều kỳ trong những cái thiết kế căn hộ là chúng ta cho cái giải pháp thiết kế thông minh, một cửa cho phòng ngủ, một cửa cho căn hộ và khả năng có một cửa xuất hiện ở đây. Cái này nó phục vụ cái gì, nhu cầu gì cho khách hàng? Khi một người khách hàng người ta mua và sở hữu căn hộ hai phòng ngủ này thì họ có khả năng sẽ điều chỉnh thành một căn hộ một phòng ngủ với đầy đủ chức năng là bếp, vệ sinh riêng, phòng ngủ phòng khách riêng và một căn hộ là người ta gọi là studio. Ở đây nhà thiết kế cũng đã bố trí. Lúc đó chúng ta sẽ đặt cái cửa đây và cái cửa căn hộ này điều kỳ là cửa một cửa đưa vào căn hộ này một cửa. Như vậy nó sẽ giải quyết được các vấn đề là khi họ sở hữu một căn hộ
nhu cầu cho thuê, cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn, hoặc là hai anh em hay là hai đồng sở hữu cùng sở hữu thì họ có thể sở hữu một cách độc lập và vẫn sử dụng một cách riêng biệt với nhau. Đó là cái điểm của dự án này mà chúng tôi cũng đưa vào trong cái thiết kế ngay từ đầu. Chính vì như vậy nên chúng tôi đã bố trí một cái căn phòng ngủ nó đủ rộng để chúng ta làm được cái việc đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có những cái phòng ngủ là điều kiện ba phòng ngủ. Đây như căn phòng này vậy, căn phòng này vậy. Đây chúng ta thấy cái cửa ở đây thì khi đó chúng ta sẽ có hình thành cái cửa chỗ này. Nó sẽ thành một căn hộ hai phòng ngủ và một căn hộ một phòng ngủ. Đó là những cái gọi là khẳng định chuẩn sống sang mới, chuẩn sống sang mới, không lãng phí, luôn luôn hướng tới sự tinh tế, sự tiết kiệm, nhưng mà vẫn đạt được những cái đẳng cấp sống nhất định. Ở đây thì tôi có đôi lời chia sẻ thêm về cái suy nghĩ của tôi trong ngày hôm nay. Thì đối với dự án này thì Infinity chúng ta có thể nói là một trong những cái biểu tượng để đọc tôn kết nối hoàn mỹ. Nhưng mà nói làm như thế nào thì chúng tôi và tập đoàn cũng như là các bộ phận, các cái anh em thực hiện dự án này đang ngày đêm đang dồn hết sức, dồn hết tâm trí của mình làm sao để tạo ra một sản phẩm có một cái giá trị giống như tư tưởng của mình, giống như cái suy nghĩ của mình, đem lại cái hiệu quả lớn nhất, cao nhất cho khách hàng, cũng giống như đem lại những cái hiệu quả tích cực cho đô thị, cho thành phố Thủ Đức. Và một lần nữa thì tôi cũng thay mặt tập thể và lãnh đạo công ty Gia Khang cũng như là các cái đơn vị tài trợ tập đoàn Bamboo Capital cũng giống như là hơn 1.000 sale hơn các em ở đây, cảm ơn các anh chị đã tới tham dự cái buổi lễ triển lãm này. Và tôi cũng mong rằng là sau cái buổi ngày hôm nay chúng ta có thêm những thông tin và thêm những cái khí thế để góp phần cho dự án này thành công. Xin cảm ơn. Ngay từ khi nghĩ ra ý tưởng, anh Vũ Đình đã mang theo sứ mệnh tạo ra sản phẩm biệt để làm nên những công việc hàng đầu của tổ quốc kinh tế mới chỉ của thành phố Hồ Chí Minh. Còn cả khu vực, đó là một sự thay đổi từ cả từ mặt đất, chứ không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp. Phố Thủ Đức, thành phố của tương lai. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức hy vọng sẽ giúp thành phố như tôi thực hiện biết bơi về đổi mới để theo hướng kỹ thuật, sáng tạo, công nghệ. Đây là trụ sở, là khát vọng mà gần 2 thập niên qua thành phố như mình vẫn chưa thực hiện được. Vì sao Thủ Đức lại được lựa chọn? Với vị trí địa lý là trung tâm miền Đông Nam Bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, Thủ Đức khoe khoang với điều kiện thuận lợi của việc kết nối giao thông và tăng cường hợp tác kinh tế với các khu vực lân cận. Khi hoàn thiện, thành phố Thủ Đức dự kiến được quy hoạch thành 6 khu chức năng chính, nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Khu đô thị Thủ Thiêm là trung tâm tài chính và kinh doanh mới của khu vực. Khu làng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là nơi nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao. Công nghệ cao và hiện định hướng trở thành trung tâm sản xuất tự động hóa. Khu đô thị thông minh Trường Thọ sẽ dùng quản lý công nghệ cao. Khu Thành Tiên là trung tâm thể thao và sức khỏe. Khu đô thị sinh thái Tam Đa đã biết tạo điều kiện phát triển đô thị sáng tạo. Khi hình thành, thành phố Thủ Đức ước tính sẽ đóng góp 1/3 nguồn lực kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh, tính khoảng 7% GDP cả nước, tạo thế chiến trọng cho thành phố Hồ Chí Minh trong vị trí đại đô thị, kiểm soát bán chạy dân cư trong điểm phía nam. Với mô hình quy hoạch mới, mục đích đang nắm trong tay và đổi mới để trở mình ngoài vùng trong tương lai. Ghi nhận thực tế cho thấy, ở thời điểm hiện tại, khu vực này đã trở thành tâm điểm tăng trưởng kỷ lục với đà tăng trưởng phi mã được vượt mặt từ 2009. Tuy nhiên, mục đích vẫn còn những bước tiến trình dấu ấn đang hiện cho kết quả quy hoạch mang tính lịch sử trong hơn một thế kỷ qua và hoàn thiện bức tranh phát triển tiến độ một ngày hệ trường. Với định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, ECG Land hy vọng kiến tạo một công trình biểu tượng xứng đáng
hòa và phát triển được giá trị cộng đồng và lợi ích dân sinh, thay đổi diện mạo của thành phố. Đây chính là lý do để King Crowd Infinity ra đời, để giữ sự trở nên ngoài mục của Thủ Đức với những trải nghiệm không giới hạn. Là tâm huyết của BCG Land, thành viên trực thuộc tập đoàn Bamboo Capital, một trong những tập đoàn đầu tư cá nhân hàng đầu Việt Nam, với hơn 30 công ty thành viên và liên kết. King Crowd Infinity tự hào đem đến tỉnh phòng thực tập, căn hộ và trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại thành phố Thủ Đức. Với sự mạnh tạo nên những kiến trúc, những giá trị nhân sinh vượt xa những giới thông thường, King Crowd Infinity chính là lựa chọn kinh tế trên cả hoàn hảo, để mang đến chất lượng sống thông minh hiện đại cho một cộng đồng thành viên ưu tú. King Crowd Infinity, the futuristic signature, biểu tượng kiến tạo tương lai.